Chào mừng các em đến với chương trình dạy và học môn âm nhạc lớp 4 thông qua kênh YouTube. Và cô là Đàm Thị Thu Hoài, giáo viên âm nhạc trường tiểu học Vạn Phái, thị xã Phổ Yên, người sẽ đồng hành cùng các em trong giờ học ngày hôm nay. Chúc các em có một tiết học thật vui vẻ và bổ ích. Trong tiết học ngày hôm nay, lớp chúng mình sẽ được học hát bài Bàn Tay Mẹ, nhạc Bùi Đình Thảo, lời Tạ Hữu Yên. Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo sinh ngày 14 tháng 2 năm 1931, quê ở thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, tốt nghiệp Đại học Nhạc Viện Hà Nội. Ông mất năm 1997. Một số ca khúc hay viết về thiếu nhi của ông như bài Bà Thương Em, Sách Bút Thân Yêu Ơi, Em Đi Giữa Biển Vàng hay bài Đi Học. Và bài hát Bàn Tay Mẹ mà cô trò ta học ngày hôm nay nói lên công lao của người mẹ đã vất vả nuôi nấng, chăm sóc chúng ta nên người. Trước khi vào học hát, cô mời các em cùng lắng nghe giai điệu của bài hát một lần. Bàn tay mẹ bế chúng con, bàn tay mẹ chăm chúng con. Cơm con ăn tay mẹ nấu, nước con uống tay mẹ đun. Trời nóng bước ra từ tay mẹ, con ngủ ngon. Trời giá rét cũng từ tay mẹ, u ấm con. Bàn tay mẹ vì chúng con, từ tay mẹ con lớn khôn. Bàn tay mẹ bế chúng con, bàn tay mẹ chăm chúng con. Cơm con ăn tay mẹ nấu, nước con uống tay mẹ đun. Trời nóng bước ra từ tay mẹ, con ngủ ngon. Trời giá rét cũng từ tay mẹ, u ấm con. Bàn tay mẹ vì chúng con, từ tay mẹ con lớn khôn. Bàn tay mẹ bế chúng con, bàn tay mẹ chăm chúng con. Cơm con ăn tay mẹ nấu, nước con uống tay mẹ đun. Trời nóng bước ra từ tay mẹ, con ngủ ngon. Trời giá rét cũng từ tay mẹ, u ấm con. Bàn tay mẹ vì chúng con, từ tay mẹ con lớn khôn. Từ tay mẹ các em lắng nghe cô giáo hát câu đầu tiên. Bàn tay mẹ bế chúng con, bàn tay mẹ chăm chúng con. À, tiếng con, cô tô chữ màu xanh có luyến nên khi hát chúng ta sẽ chú ý nhé. Và tiếng con ở cuối câu đầu tiên chúng ta ngân dài 3 phách. Cả lớp hát cùng cô nào. Bàn tay mẹ bế chúng con, bàn tay mẹ chăm chúng con. Với câu thứ hai thì lên một quãng cao chúng ta sẽ mở rộng khẩu hình để chúng ta hát câu này cho tốt nhé. Các bạn lắng nghe cô giáo hát trước một lượt. Cơm con ăn tay mẹ nấu, nước con uống tay mẹ đun. Tiếng ăn và tiếng uống cũng có luyến xuống, khi hát chúng mình thật chú ý nhé. Cơm con ăn tay mẹ nấu, nước con uống tay mẹ đun. Rồi chúng ta cùng hát sang câu thứ ba nào. Cả lớp lắng nghe cô giáo hát mẫu trước một lượt.
Trời nóng bức do từ tay mẹ con ngủ ngon. Cả lớp hát cùng cô nào. Trời nóng bức do từ tay mẹ con ngủ ngon. Rồi các bạn lắng nghe cô giáo hát tiếp câu thứ tư. Trời giá rét cũng vòng tay mẹ ủ ấm con. Cả lớp hát cùng cô nhé. Trời giá rét cũng vòng tay mẹ ủ ấm con. Rồi, chúng ta cùng hát câu cuối cùng nào. Bàn tay mẹ vì chúng con, từ tay mẹ con lớn khôn. Nào cả lớp hát cùng với cô câu cuối cùng. Bàn tay mẹ vì chúng con, từ tay mẹ con lớn khôn. Hát hết một lượt thì chúng mình sẽ quay lại đoạn điệp khúc nhé các bạn. Từ câu cơm con ăn tay mẹ nấu cho đến câu cuối cùng là từ tay mẹ con lớn khôn. Và bây giờ cả lớp chúng mình sẽ cùng hát cả bài với nhạc beat nhé. Bài hát này có giai điệu vừa phải và tha thiết, nên là khi hát thì chúng mình sẽ hát hơi chậm một chút này. Và chú ý cho cô những tiếng có luyến, chúng ta thể hiện cho chính xác. Ngoài ra thì các bạn sẽ lấy hơi vào đầu mỗi câu hát. Bây giờ chúng mình cùng thực hiện nhé. Sau khi học xong bài hát, em hãy nêu những câu hát, những hình ảnh trong bài hát mà em thấy quen thuộc và hãy kể tên những việc làm mà em đã giúp đỡ mẹ. Ngoài ra, cô có một bài tập nữa, đó là em hãy hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp, theo tiết tấu lời ca cho bài hát Bàn tay mẹ.
Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những giờ học tiếp theo nhé.